Tốt cầu 1-0. Mời quý vị trở lại sân Cầu Long Dưỡng Sinh để xem trận đấu với hai đội là Việt Cường Thấm đấu với lại Khanh. Đúng rồi. Ủa, xin lỗi, Việt Châu Thấm chứ. Việt Châu Thấm đối đầu với lại Cường Khanh Kim Anh. Trận đấu này nó có một sự đặc biệt, rất đặc biệt mà cần phải giới thiệu cho mọi người biết. Đó là đón chào sự trở lại của gọi là Chúa Tể An Giang. Chúa Tể An Giang đã quay trở lại sau 10 ngày gọi là đi sau 10 ngày đi nhận chứng chỉ. Hình như ông đi nhận chứng chỉ An Giang ở đâu á, 10 ngày mới quay về. Tức là bây giờ là Chúa Tể An Giang là được công nhận chứ không phải hồi xưa là tự phong nữa rồi. Hay quá. Quý vị cũng biết là Chúa Tể An Giang là bên kia săn á nha, săn bên kia á nha. Chứ còn bên này là đa số là tử tế hết á. Bên này là chở đi bẻ răng An Giang hết rồi, đa số tử tế á. Quán, vị cái manh. Quán Khanh. Quán Cường. Trời, thua trái này rất là đau nha. Tôi không có đồng ý cho quý vị thua những trái như vậy đâu. Win. Ngoài, tiếc quá đi. Quánh. 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 Rồi xong, ra ngoài luôn. Bao nhiêu rồi? 6-4, chưa có gì. 5-6. Người ta có câu là thắng không kêu, bại không nản. Các anh thua một vài trái đừng có lo. Rồi 6-6. Thắng không kêu bại không nản, tí nữa các anh có lên 10 cũng đừng cười người ta là được rồi. Quánh đi. Bãi. Nhưng mà ông Cường ông có vẻ mỉm mỉm. Nó thắng không kêu bại không nản nhưng mà ông mới lên bãi mà có vẻ mỉm mỉm rồi. Bởi vậy mới nói. Bởi vậy mới nói trời hại mà. Thắng không kêu bại không nản, anh mới lên được bãi mà anh mỉm cười rồi đương nhiên là ông sẽ thu lại thôi chứ còn gì nữa. Quán. Hay quá. 8-7. Anh Châu. Cường. Mạnh Cường. Mạnh. 8-0. Hấp dẫn. Anh Cường vô cầu, anh Châu đỡ. Anh Châu bỏ ra. Tốt cầu. Không được. Ra ngoài rồi. Đánh Chúa Tể An Giang mà sao An Giang được, Chúa Tể An Giang được. Quỳnh à. Từ từ bình tĩnh. Còn được, còn chết được. Đây. Phản công. Quỳnh cứ. Trời ơi, trái đơn cường Quỳnh ngon. Quỳnh. Đúng rồi, bình tĩnh. Ngoài. Hay lắm. Ủa thì ra nãy giờ mình ủng hộ bên đội bên này ông ơi. Đúng rồi, nãy tấm đều gì 98 đúng rồi còn nữa. Quỳnh. 9-0. Cái gì ạ? Có kỳ ta. Giang ơi. Rồi xong. 11-9. Quánh. Quánh. Qua. Quánh. Trời ơi. 12-9. Để tôi chỉ điểm yếu cho nè. Quánh vô ông Châu là ăn cái gì đâu. Lại luôn rồi. Quên đi. Chết rồi xong. 13-9. Ông chưa đó xuống đi. Ông nhớ đứng dậy đó nha, ông đừng có đi xuống đây nha. Người ta bơi đứng bước mấy bước làm thôi. Ông thở ông đứng dậy đó ông đánh đi. Đúng rồi, ông đó đứng im đó, ông đừng có leo xuống nha. Rồi. Quýnh. Quýnh.
Ừ, hay lắm. Rồi xong. Ông đứng cái mặt đó. Mà đại nó vậy đó. Ông vậy là nói là theo như tôi nhận định là 100% không thể nào mà lật ngược được tình thế dáng này rồi. Minh. Rồi, máy rồi. 10, 14. Quân. 15, 10. Rồi, 16, 10. Dạ. Nếu mà có, nhưng mà bây giờ thực sự mà nói á, là có một cách á, là lật ngược được tình thế rồi. Win. Ừ, chỉ có một cách lật ngược được tình thế là đó là trường hợp là thế tôi vô xăng á, là tôi lật ngược được tình thế là. À, ủa gì á, 13, 16 hả? 13, 16 đâu có gì đâu. Đó, Quỳnh Vân Châu, điểm yếu muôn thở kìa. Quỳnh vô, Quỳnh vô. Điểm yếu muôn thở. Ồ, bây giờ các anh không nghe lời tôi. Có những cái á, mà nó luôn luôn đúng. Ví dụ như là mặt trời mọc ở hướng đông lặn hướng tây, là nó luôn luôn đúng. Còn ông Châu á, là điểm yếu muôn thở là mình phải nhớ vậy. Chứ cái gì đâu mà khó khăn đi tìm làm gì. Đó, thấy không? Các anh chỉ cần nghe lời tôi thôi. Cãi lời thánh hiền mà. Làm sao mà thì khá là được. Đó, điểm yếu muôn thở đâu. Đó, thấy chưa? Tôi nói hả, giống như là mặt trời mọc hướng đông lặn hướng tây là luôn luôn đúng rồi. Đi à, đi à. Quán trời. Tốt cầu. 16 đều. À, 16, 17. Dài mà không lật ngược nữa thì khi nào mới lật ngược. Quán ngược. Điểm yếu muôn thở đâu. Ừ, 17 đều. Đó, thấy không? Anh Cường á, nói chung á là trong đám già thì anh Cường là dạng là ham học hỏi nhất á. Anh luôn luôn lắng nghe. Quán trời ơi. Mạnh. Cố lên. Trời ơi, thua thế này đau quá đi. 18, 17. Ủa, 18 đều chứ hả? Gì 17 được. Không quá, 19, 18. Bây giờ mới 18 đều hả? Trời ơi, tôi bị cuốn vào trận đấu rồi. Các anh là tạo ra một trận đấu như cơn lốc đã cuốn tôi vào rồi. Quá, ừ, thấy không? Công nhận. Kỳ này là các anh là có vẻ là ham học hỏi nè. Nghe lời thánh hiền là coi như là mọi việc là nó xuôi chèo mắt máy nè. Quan. Điểm yếu muôn thở đâu. Quan. Chết rồi. Le lưỡi hả? Công nhận có một sự cố gắng nhất định. 19 đều. Ngoài 20, 19. Lộ quá. Ra cơ hội. Tay cương. Điểm yếu muôn thở. Trời. Chạch chạch chạch. 20 đều. Anh Khanh. Từ từ khoan. Từ. Rồi. Vô. Cẩn thận anh Khanh. Khanh. Anh Khanh đúng rồi. Cương. Điểm yếu muôn thở đâu. Tốt cao. Rồi trời. Trời ơi, chắc tôi thấy méo luôn theo anh quá đi à. Tôi ủng hộ anh, sao anh nỡ nào anh cho tôi thua một trận tức tử vậy được. Anh đâu phải một mình anh đâu. Chết rồi, xong. Bên Việt thắng rồi. Hu hu với mấy ông này luôn ông ơi.